Đây có cảnh view sông luôn nha anh chị. Đường mình đường đá xanh, đường này có dự án mở nha anh chị. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Mỹ Hạnh Đông của thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất vườn trồng sầu riêng và mít nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng tin màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông về đường huyện lộ 53. Từ đây ra đó thì khoảng cách tầm khoảng 3 km lận nha anh chị, mới ra đường huyện lộ 53. Sau này cái lộ này đổ đan thì sẽ nối dài ra ngoài đó luôn đó. Là nên đó thì nhà dân người ta cũng rất là đông nha. Còn cái hướng ngược lại, đây là đường thông, đây là anh chị đi thông ra đường huyện lộ 59 về Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông. Từ đây ra ngoài huyện lộ 59 thì tầm khoảng 250m nha. Còn về tới Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông thì tầm khoảng đâu đó 1,5 đến 1,8 km. Ở đây thì anh chị cũng thấy rồi, điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn, cho nên vấn đề điện nước wifi anh chị an tâm. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay thì mình có hàng rào đồ hết luôn rồi, cho nên anh chị vấn đề ranh giới thì anh chị an tâm nha. Trước đất mình thì có một cái con kinh tiêu cũng rất là to to luôn, để mình lấy nước vô ga để tưới tiêu luôn. Kế bên đất mình thì có một cái dinh nhỏ nha anh chị. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này nè. Tính từ ngay mấy cột này nha anh chị, mình đi dài lại đằng kia, mình có 34 mét mặt tiền. Và cạnh bên đây, mình đi sâu vào khoảng mười mấy mét ha. Mình tấp lại khoảng 2 mét, rồi tiếp tục đi sâu xuống dưới tiếp. Nhưng mà mình tính từ miếng này đi, đi thẳng xuống dưới là 34 mét. Đá qua chuyển là 7 mét, tiếp tục đi sâu xuống là 79 mét. Và em giới thiệu lại đi, ngang nè là 34 mét mặt tiền. Cạnh bên đây mình đi thẳng xuống là 34 mét, đá qua chuyển là 7 mét, tiếp tục đi sâu xuống là 79 mét. Còn cạnh bên kia thẳng luôn nha anh chị, cạnh bên kia đi sâu xuống là 127 mét. Và phía sau hậu mình là 41 mét. Cho nên tổng diện tích hết đất của mình luôn là 4.815 mét vuông. Đó, tới ngay cái vị trí này thì mình có một cái cua. Đây thì đường dây điện, có dây điện đây luôn. Nó cái cua đây ha. Sau này làm lộ thì chỗ này lắp thì mình lòi ra thêm cái phần này nữa. Đó, tới đó mình đi dài ra kia, ra đường nhựa luôn nha. Và hướng này mình đi ra Mỹ Hạnh Đông nha anh chị. Đó, đường dây điện thì nhà nước đi rồi. Trong đất mình thì nói chung là cũng có hàng rào, nhưng mà sầu riêng thì cũng mới đặt đây, mít thì cũng mới đặt đây luôn. Tiền nào của nấy anh chị ơi. Ra đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây Bắc, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, tầm khoảng 42 phút, khoảng cách là 28 km. Còn từ đây mà ra trung tâm của thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang thì tầm khoảng 10 km nha anh chị. Và cũng tính từ ngay cái vị trí này về tới khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ thì em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Vị trí cầu Mỹ Thuận thì mình đi là 1 giờ 2 phút, khoảng cách là 47 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 45 phút, khoảng cách là 69 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết bên trong luôn. Như em đã nói là tiền nào của nấy nha anh chị. Nó cây mình thì cũng con nhỏ, nói chung là cũng mới trồng đây nè. Xung quanh thì chủ làm hàng rào hết rồi. Mặt tiền là 34. Cạnh tính mặt tiền nhìn vô cạnh bên trái đi sâu vào là 127 mét. Còn cạnh bên phải đi sâu vào là 34 mét, đá qua chân là 7 mét, tiếp tục đi sâu xuống thêm 79 mét nữa. Phía sau hậu mình thì 41 mét, cho nên tổng diện tích là 8.000. Tổng diện tích là 4.816 mét vuông. Đó, mình có hai sổ nha anh chị. Ngay đây thì mình cũng có cái ao làm chủ lên rất là to luôn. Như nãy em nói, bên đây thì nó có cái chữ L, tớp lại nhẹ một chút nè. Đó, bên đó thì
Bên đó thì có mấy ngôi mộ nha. Đó, anh chị nhìn thấy nè. Ở đây thì anh chị cũng nhìn thấy ha, điện, nước, wifi đều có đầy đủ hết luôn. Cho nên vấn đề điện, nước, wifi thì anh chị an tâm nha. Nó hiện tại chủ gửi bên em bán giá là 530 triệu cho 1.000 m². Như vậy thì em có tính hạo á, giá hết đất thì tầm khoảng đâu đó hơn 5 tỷ, ủa hơn 2 tỷ nên 500 triệu một chút anh chị ơi. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Mỹ Hạnh Đông của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ, có thể thương lượng với chủ và anh chị có thể mua nha. Ở phía sau mình còn một cái đường đan nữa nha anh chị, tức là giống như mình có hai mặt tiền luôn á, nhưng đường đan phía sau mình nó hơi nhỏ hơn. Sau này nhà nước làm một con lộ bên đây thì cái đường đan bên đây mới bự nha, cho nên mình lấy mặt tiền bên đây cho nó chuẩn hơn. Đó, đây thì có mấy cái ao thì cũng to to. Ở ngoài đó thì nhà dân người ta rất là nhiều. Nếu mình lấy mặt tiền bên đó thì mình gần với nhà dân nhiều thì bên đây nó bị tấp hậu thì nó không có đẹp bằng lấy mặt tiền bên đây nha. Với hai nữa, cái bên cái đường đá xanh của mình á, hiện tại là đường đá xanh 2m, nhưng mà có dự án mở ra đường đá anh rộng 3m lận nha anh chị. Ở đây thì anh chị cũng thấy nhà dân người ta cũng rất là nhiều. Chỉ có cây mình còn nhỏ thôi. Thì còn nhỏ thì giá người ta mới bán là 530 triệu cho 1.000 m². Tại đất mình là đất thị xã Cai Lậy mà. Đất thị xã thì nó lúc nào nó cũng phải có giá hơn đất huyện nha anh chị. Hệ thống tưới tiêu thì chủ cũng đã làm sẵn rồi. Anh chị về chỉ cần bật cầu dao hệ thống mưa tưa lên sẽ tự động tưới. Đó, anh chị thấy ha. Còn những cái ao này sau này anh chị về có thể thả cá nha. Mình nuôi cá với cái ao này. Ở tên thì trồng sầu riêng. Mình xịt thuốc thì mình hạn chế xịt mấy cái thuốc mà cá chết đó anh chị. Thì mình nuôi cũng vẫn được luôn. Phía sau hậu mình đó là 41m nha anh chị. Thì nói chung em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho em. Nhưng mà thôi kệ, để em gán đi ra tới cái đoạn phía sau luôn, cho anh chị mình nhìn cái đường đan luôn. Giống như đất mình có hai mặt tiền, mặt tiền trước và mặt tiền sau luôn. 530 triệu 1.000 m², giá hết đất thì tầm khoảng hơn 2 tỷ rưỡi mấy. Sát bên người ta có cái bông giấy đẹp quá. Đó ha, sầu riêng ghi 6 nha anh chị, ghi 6 với mỏng thon luôn. Ta trồng hai loại nhưng mà chỉ mới trồng à. Đây là đường đan đây, nhưng mà cũng đường đan hơi nhỏ nha. Đó, nhà dân người ta nè. Em quay một vòng cho anh chị mình xem. Nói ha, nhìn về phía bên kia cũng sâu nha. Nếu mà tính đường thẳng là từ ở tỉnh xuống đây xuống cũng tầm mấy nha, cạnh đó là 127. Thì cạnh bên đây nếu mà tính đường thẳng thì nó cũng giống vậy. Nhưng mà có một cái là nó xuống có 34m rồi, đá qua chân là 7m rồi mới tiếp tục đi sâu xuống 79m nữa. Cạnh bên đây sâu hơn tí. Rồi nếu như chị nào quan tâm tới cái mảnh đất vườn mít và sầu riêng nhỏ này thì anh chị liên hệ cho em nha. Số điện thoại của em là 0395454645. Em quên nữa, mảnh đất mình có hai sổ nha anh chị. Một sổ là chỉ có 50 mấy m² là cây lâu năm mà. Còn sổ kia là cũng 4.000 mấy m² mà còn là lúa nước nha anh chị. Này cũng phù hợp cho anh chị ở khu vực Tiền Giang mua để mình chăm sóc sầu riêng, chăm sóc mít rồi nè. Mua để làm vườn nào cũng được nha anh chị. Sau này anh chị lên cây lâu năm rồi lên thổ cư mình cất nhà ở. Thì vừa cất nhà ở và phía trước mình có cảnh view sông phía trước. Rồi phía sau mình làm vườn. Có mấy cái ao bự này mình làm nhà vườn, ao cá là cũng rất tuyệt vời nha.
Rồi thôi, đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ngay cho em, rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị gặp chủ, có thể thương lượng với chủ anh chị mua nha. Giá chủ kêu thì 530 triệu, nhưng mà chủ nói là thương lượng nhẹ chứ không thương lượng nhiều, thương lượng gì mặt giấy tờ gì đó, cái sang tên hay gì đó. Được cái thì ranh giới mình rõ ràng, trong lưới mình có gào lưới biển nuôi đồ hết. Rồi, đây là tổng quan. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.